Q7080. Giá bán là 4,5 triệu, hàng bãi nguyên zin 100%. Em nó có cái đèn khuông rất rộng nên là trưng bày, trang trí khi nghe nhạc nó sẽ rất bắt mắt. Màu của em nó là màu xám lông chuột. Các bác, con này các bác có thể đặt vào mặt phanh nhôm hoặc là ôm ly màu đen đều được hết. Bởi vì nó màu trung tính, nằm ở màu đen và màu trắng, xám lông chuột nha. Nó vẫn sáng sáng và vẫn ám đen một chút. Lọc này có tận 16 kiểu nhạc, 18 kiểu nhạc, nhưng mà 16 các bác nha. Tôi quay mặt sau cũng như là nắp trên, hình thức còn rất nuột nà, không khó để tìm một mẫu lọc đẹp ở cửa hàng tôi. Đây là thông tin của em nó. Điện 220V 7080, số series là 0056. Rất luột nà. Đường vào âm thanh được xuất xuống âm ly, còn một đường vào tép ở bên này. Đó. Lỗ này thì không dùng đến. Tôi sẽ mở cái nắp ra để các bác cùng xem. Bên trong cũng sạch sẽ bởi vì nó là hàng bãi tuyển mà. Đây là nội thất cấu tạo của em nó, rất sạch sẽ và đẹp. Bốn phẩy năm triệu Việt Nam đồng cho em nó. Đấy là giá tại cửa hàng các bác nhé. Đèn to thì Intel nó chỉ có loại này. Đèn to ấy. LG thì nó có mấy mã, nhưng nói về Intel thì đèn to chỉ có mã này 7080. 4,5 triệu đồng thì giá tôi để rất đẹp rồi. Hàng bãi zin và đẹp. Nơi quay góc cảnh này. Nuột nà. Lọc có tận 18 chế độ nhạc. Đây, chế độ user là chế độ người dùng từ 1 đến 6. Chế độ preset A 6 kiểu, 6 khu nhạc. Preset B 6 khu nhạc. Các bác ấy vào thì nó sẽ thay đổi khu nhạc theo. Đây là nút nháy, còn đây là nút đường vào. Nó tiếng Anh nên là rất dễ dùng. Đường vào âm thanh. Đây là kiểu nháy. Bắt mắt nha, rất bắt mắt. Tôi sẽ chỉnh một kiểu các bác cùng xem. Tôi sẽ chỉnh chế độ user. Clear chế độ 1. Khuôn nhạc như thế này, các bác chỉ cần xoay, nó nhấp nháy đầu các bác lên xuống ở đó, rất dễ dùng. Cái này là phía trái phía phải này, đã chỉnh liền một lúc cả phía phải, trái phía phải. Tôi sẽ chỉnh tép lên này. Cho tép lên. Đó. Các bác hãy đeo tai nghe vào hoặc nghe qua bộ giảm rất rõ. Cho tép xuống này. Cho bát lên này. Đó. Cho kia sang bên này. Cho tép xuống này. Một chiều mưa lộng gió. Đó. Tôi lại cho lên này. Không nói cho dịch vào trong. Lên tiếp này. Trường xưa giờ vắng bóng. Lời tôi cho thấp xuống này. Đó. Tiếp theo vào trong. Cho bát lên. Bây giờ tôi sẽ lưu. Ấn vào nút nhớ Memory 1. Đó, tôi đã lưu được chế độ số 1. Rất dễ dùng. Chế độ số 2 tôi chỉnh tiếp này. Tôi xoay cái này, nhấp nháy đâu tôi sẽ lên xuống ở đó. Đến tép này. À, lên đây là đang bát. Bát. Cho lời lên này. Tép lên này. Ấn vào lúc nhớ để có 2. Đã lưu được kiểu số 2. Rất dễ dùng. Nhạt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nắm mộ xanh cỏ lá. Kiểu số 6 này, tôi sẽ lưu tiếp này. Nghĩa đây là cái để các bác có thể nhấp nháy ở đâu đó tần số. Ở tần số bass, tần số chép. Thì mình sẽ lên xuống ở đó. Cho lời lên này. Em ơi nhớ hoài nhớ nhớ
Thường thì những mẫu lọc điện tử này các bác sẽ lưu sẵn và chỉ việc dùng thôi, không phải chỉnh nhiều, chỉ chỉnh một lần thôi. Và lời thấp xuống này, đó, 18 khuôn nhạc, các bác dùng đã chưa? Quá đã đúng không? Muốn lưu kiểu gì lưu, lưu trên trời dưới bể lưu hết. Chế độ A có 6 kiểu. Đấy, xoay đây nó sẽ ra khuôn nhạc từ kiểu số 2. Đó, kiểu số 3. Nghĩa lọc điện tử nó là các cái khuôn nhạc cố định mà mình sẽ lưu lại rất dễ. Đó. Đường vào âm thanh, mình đang cắm đường line không được bấm vào. Equalize defeat là không có lọc này. Đó là không có lọc. Tác dụng của lọc nhạc là khi các bác đấu qua lọc thì chất âm nó sẽ căng, giải âm bass, giải âm mid, giải âm chép. Nó làm cho âm thanh sắc sảo hơn, nghe hay hơn. Lọc nhạc nó là như vậy. Không có lọc, có lọc này. Nó luôn bảo tôi vâng, xin chào.